Tôi, Bạch Long, xin chào tất cả các anh em trong thiên hạ. Vừa nãy đánh cái quả gọi là dính quả bệt, bệt bệt xỉu, mất đi lý trí, mất niềm tin anh em hiểu không? Đứt gãy, chìm xuồng, ra đảo xa, hạ nó hoành hành ra đi luôn, nhưng mà không được. Đấy là một thời điểm thôi, thắng thua nó chỉ một thời điểm thôi anh em hiểu không? Anh em đánh ấy, nó phải là một cả một quá trình. Người ta đã bảo rồi, nó là ăn nhau về cuối, vào nó phải là phải gỡ. Tôi lúc nãy là dính quả bệt, cứ nghĩ là theo bệt là gòn đấy. Lúc đấy nói thật với anh em là cũng mất ý lý trí đấy, không tỉnh táo đâm ra là thua mất hai ba tay. Nhưng mà thôi không sao, đánh thì nó phải có lúc thắng lúc thua, ai mà thắng mãi được. Thế nhưng mà thắng nó phải thua ấy, nó phải trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Có đánh thì mới có ăn, còn không đánh ấy thì lấy đéo nó ra mà ăn. Thôi vào làm vài tay anh em nhỉ. Ôi trời ơi, của bệt căng ấy nhỉ, vào luôn 10 mờ này. Sao anh em lại chọn bên xỉu nhiều quá thế nhỉ? Lạ đấy, khi nào nó trả tiền gần cửa mình không nhỉ? Ôi trời ơi, trời ơi, may chưa anh em ơi, vào phát ra ông lính Hà Tĩnh luôn, Hà cô thương luôn này. Tôi lấy đùa với anh em chứ, đen nó đen tí thôi, còn lại đánh nó phải theo đúng chiến thuật, nó phải tính bằng cái đầu. Để tôi gấp quả kèo cái phát nó về tài 16 à. Tài 16 thì mình theo đi, sợ cái gì. Tay đầu đánh 10 mà lấy son, lấy ấy, lấy may, lấy gì đó. Chiến này, tôi có tiền anh em, mình dúi vào mấy trận bóng nữa, một ít đôi. Tôi là nói thật với anh em là tôi đang chuẩn bị đổi con SH, nhưng mà cũng đây, SH ở đâu thì SH cũng ở cái thằng cha 68 game bài này mà ra này. SH ở trong đấy đây, anh em có moi được ra không thôi. Ôi thôi, nó bẻ phát rồi. Mẹ, quả cầu này căng nhỉ. Quả cầu này nó cứ ba ba thế này. Thôi đi phát xỉu đi, sợ gì nhỉ. Đi đi lầm mà. Để tôi xem nào, mẹ từ nãy giờ mình không phân tích, mình đang bị lú đầu ấy. Xỉu 10, xỉu 10, khả năng là nó về xỉu 6. Xỉu 6 hoặc là xỉu 8 hoặc xỉu 9. Cái khó lên tài lắm. Xỉu 10 này thường ấy, tôi thấy là nó thường nó về được xỉu 8 hoặc xỉu 9 là nhiều. Xỉu 6 thì ít, bởi vì nếu mà nó về xỉu 6 nó sẽ bệt một phát nữa. Bệt thì tôi nghi là chưa chắc nó bệt. Giờ nó đánh cái cầu 1-1-2-2 đấy. Nói chung là khả năng là từ đang từ bệt nhiều này nó xuống thì khả năng nó xuống cầu 22 trước. Nói chung là để xem nào. Trời ơi, anh em thấy tôi nói có chuẩn không? Nó ra thằng xỉu 9 luôn đi con này đó. Cái thằng xỉu 10 thì kiểu gì nó sẽ ra cái thằng xỉu 9 hay là cái thằng xỉu 8. Xỉu 9 à? Xỉu 9 hay về xỉu 6? Nhưng mà tôi đang phân vân là không biết là nó có gãy quả 22 không? Thôi vào tiếp xỉu đi. Làm 15 mờ nữa. Ông lĩnh Hà Tĩnh luôn. Xỉu 9 thì dễ ra xỉu 6. Khó mà nhảy tài lắm, nhưng mà tôi thì tôi cũng sợ. À, giờ nó bẻ phát 22 này. Mà thường là nó hay bẻ 22 luôn. Nó một quả chuỗi bệt thì phát là nó bẻ 22. Mà nó bẻ 22 thì mình sẽ đứt cái quả này. Nhưng mà đàn ông thì đéo phải sợ. Đấy. Ôi trời ơi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi anh em. Nhẹ vài tay thế thôi.
anh em của phát này nó có bẻ không? Tôi phân vân phết đấy. Mẹ, bây giờ tôi nói thật với anh em này, bây giờ hay là mình cứ theo xỉu luôn, mình cứ đi kịch khung luôn. Nhớ đâu mà nói là phát bệt, phát bệt phát là mình đổi mẹ xe luôn còn gì nữa. Đang từ con bò lết bây giờ nó nhảy lên cái con F3H. Thôi đi theo đi chứ còn cái gì nữa nhỉ? Đấy, bú nhẹ cái 20 bờ đây anh em này. Phát này bú nhẹ cái 20 bờ này. Mẹ bú nhẹ 20 bờ, tối mà dắt ít 20 bờ mà đi chơi thì anh em biết rồi đấy. Mẹ đập phá nó phải gọi là biết đây là nhà luôn. Giải náo thiên cung luôn đi chứ. Thôi đéo ổn rồi, đi 62 rồi. Thôi không sao, không sao, không sao, không sao, mình biết nó bẻ rồi chứ mà mình nó đấy, anh em thấy không, chính bản thân tôi là này, mẹ kinh nghiệm nhiều như thế, mẹ tôi Bạch Long đây mà tôi còn phải đứt đây, bởi vì lắm lúc là cái cảm xúc của mình nó không giữ được, anh em hiểu không? Anh em đánh nó phải giữ được cái cảm xúc, không phải là lúc nào anh em mình nghĩ về tôi đã phân tích rồi kiểu gì nó sẽ mệt, nhưng mà nó không phải mệt xa được, nó mệt mệt cầu 22, khả năng là 22 thôi hoặc là trên phát thôi. Chứ tôi nghĩ là nó sẽ gãy, nhưng mà đấy cũng nghĩ là đời thằng đàn ông nó lại cứ phải ép và hát cơ anh em ạ. Thế vào thằng Tài lấy 5M. Nói thật với anh em là đời anh em mình ấy cũng chả cần cố gắng nhà cửa gì đâu. Anh em mình thì thôi thì cũng cơm đường cháo chợ, nhà thì nhà xấu bẩn bẩn đi cũng được, sống được không sao. Thế nhưng mà áp lực anh em mình ấy kiếm đồng tiền ấy, nó không phải là vì anh em mình, nó không vì đấy là sở thích của anh em mình, mà đấy là sở thích ấy của con vợ, của con của sở đấy, chứ còn tôi đấy kiếm cái đồng này ấy, anh em mình cũng sung sướng lên tí nào đâu. Vấn đề là cái con vợ của mình nó thích, đứa con của mình nó thích, nên mình thích, chứ mình đâu phải kiếm vì mình đâu. Đời đàn ông nó bạc lắm. Thôi làm đến 15M nghỉ nhỉ. Tôi định vào tay nữa nhưng mà tôi nghĩ là thôi, là thôi nhỉ, thôi vào lại tay nữa đi, làm đến 5M. Đã ơi, tôi chỉ quên rồi đấy, anh em ấy mãi chia sẻ với anh em cái đời thằng đàn ông nó khổ sở nên là cũng quên mất đấy, chia sẻ với anh em cái là này là quên mất là không 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 đi xoay cầu xem là mẹ nó nhảy thằng nào. Thôi không sao, sau này lại bú tiếp này. Ui trời ơi, ra 2 năm bú. Thôi tôi rút tiền, tối đi chơi đây mẹ, rút rút nhanh, rút gấp thôi, tối còn đi chơi với anh em. Ok nhé, chào anh em nhé.